Chết cha rồi, có giao thông rồi anh em ơi. Như này là bị sờ chắc luôn rồi. Monster kill. Má nói chuyện gì mà nghe thấy ngứa mắt chứ à? Má, đơn hàng này người ta đặt sai địa chỉ, chết tôi rồi. Đi lố rồi anh em. No God. Trời ơi, khách không thèm nghe luôn. Alo, alo, chị nghe được không? Ủa vừa nãy chị đặt sai địa chỉ, sai từ lưa rồi gọi cho khách thì khách thì từ nãy giờ cũng chẳng nghe máy, khách nghe một cái khách là đang bận rồi khách chẳng gọi lại cho em luôn. 27/24 đường Tân Thới Nhất 1 vừa nãy chị đặt sai quá trời luôn á. Tân Thới Nhất đúng rồi, Tân Thới Nhất cái này nó chẳng ghi, cái này Tân Thới Nhất 1 hay là Tân Thới Nhất ạ? Cái này tùm lum địa chỉ Tân Thới Nhất chị ạ. Vừa nãy nghe rồi mà tự nhiên này ông ấy kiểu khó chịu, ông ấy bảo đang bận cái rồi ông ấy cúp máy ngang luôn, rồi ông ấy bảo gì đấy em chẳng biết, gọi từ nãy giờ không thèm nghe máy nữa. Nhà rồi, nhà rồi. Đây cái định vị mà khách vừa nãy đặt đây, nó nằm ở đây chợ Lạc Quan. Mà bây giờ thì tôi chạy tít xuống dưới này rồi, chẳng biết đường nào mà lần. Gọi khách thì không thèm nghe, cái kiểu khó chịu. Mà gặp những vị khách như thế này chắc chết. Alo. 237/24 khu phố 7 phường Tân Thới Nhất. Nó đứng ở đầu hẻm thì đó thì 237 sạc. À rồi đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Bực mình ghê. 1,5 triệu ạ. Do người ta đặt sai quá trời sai, người ta đặt tít ở bên kia chợ Lạc Quang. Ý là người ta không có đặt, con biết rồi, nhưng mà người ta chặt ở bên chợ Lạc Quang. Rồi, cho con gửi cái này nữa. Cái nào nhậu bực cả mình. Đâu cái đơn hàng thấy bực rồi. Mới nhận xong đơn hàng thì có một cái đơn hàng tiếp theo này. 42.000. Đi lấy hàng ra này. Mình có đặt giao hàng không chị? Này quốc lộ 1A. Ây, sáng giờ 4 đường. Cái gì đấy? Cái này ký vào hả? Hàng đâu chị? Đang ở trong này ra hả? Bằng cái này á hả? Mình phụ cho 20 tiền cước. Dạ rồi, bên đấy trả tiền 42.000 đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi, ok. Few moments later. What? Ôi trời ơi. Này 1 thùng hay 2 thùng ạ? 1 thôi ạ. Đi nhanh nha. Đơn hàng thứ tư khá là chua. Chết cha rồi, có giao thông rồi anh em ơi. Như này là bị sờ chắc luôn rồi. Ôi dồi, giao thông đang đứng đầy kia kìa. Sao tôi đi ta? Cái này là quá khổ luôn rồi. Đây. Thì đây xa lộ Đại Hàn đấy. Vâng. Liều luôn anh em ạ. Đồng thế, mày quá, cứ tưởng ra chỉ tôi. Hết cả hồn. Chở mấy cái đơn hàng mà cồng kềnh như thế này thấy nhiều lúc cũng gọi là đau tim quá. Mấy ông ạ, công an mà sờ tới cái là tiền ship không bỏ, cái tiền lập biên bản. Ui, nhiều giao thông thế nhỉ.
ở đây là cái quốc lộ 1A ấy, cho nên là rất là nhiều giao thông, quá đi đường này thấy đau tim quá cơ. 24 đây. Ai à, đau lưng quá nha. À, nhìn này, như này mà không cồng kềnh thì không mà nó không bắt mới lạ ấy. Vừa nãy tôi len lỏi mãi tôi mới chui ra được ấy. Còn nữa chưa? À, anh Thông phải không anh? Em giao đồ á. Em giao đồ, em đang ở 24 đường số 16A đây này. Con chó đẹp này. Này là con Husky à? Máy gì đây? Máy làm mát không khí à? Bằng hơi nước mà nó nhẹ thế nhỉ? Hình như có khoảng chục ký đổ lại anh em ạ. À, trọng lượng 10 ký rưỡi à? Ờ, à, cũng 10 ký rưỡi, đúng thật. One eternity later. Dạ, alo. Ủa, Bình Hưng Hòa B á? What? Bình Hưng Hòa B hay A? Ủa, sao người ta đặt A? Trời ơi. Kiểu gì? Bà mẹ lại nhầm. Là bao nhiêu số bao nhiêu anh? Đường số 10. Trời ơi, sao bây giờ lại, trời ơi, cách xa thế. Trời ơi, bà này bà ấy đặt này. Chết em rồi. Dạ vâng, dạ vâng. Nữa lại sai địa chỉ nữa. Bực mình ghê, tôi mới tháo đồ ra xong. Bây giờ lại phải chằng lại. Trời ơi, Bình Hưng Hòa B. Rồi số tôi hôm nay đen rồi. Chán. Rồi đi đây. Bình Hưng Hòa B, B với A nó cách nhau xa lắm. Bây giờ lại ra cái xa lộ Đại Hàn này, hay gọi là quốc lộ 1A này. Kiểu gì cũng có giao thông, vừa nãy là đã né được rồi, bây giờ lại ra lại. Số tôi ngày hôm nay đen quá. A à, Hà ơi, cái này sao ai dám chạy nữa. Đấy, giờ gặp hai lần đấy này. Trời ơi, đến rồi anh em ơi. 24. 24 đâu? Cái số nhà 24 là số nào anh nhỉ? 24. Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn. Cái này 34 rồi. Tôi gọi cho khách thì không thấy anh em ạ. À, em đến số, đến ở đây mà không thấy số 24 ta. Ngay chỗ khúc cua mà không thấy số 24 ta. Ủa, 16 hay 16A? Ủa, 16A á? Sao vừa nãy em hỏi, đi hỏi lại anh bảo, anh bảo số 16. Trời ơi. Má khách kiểu gì, vừa nãy nó bảo là 16 rồi bây giờ lại 16A. Are you running? Why are you running? Trời ơi, cái đơn hàng này tao điên lắm rồi. Trời ơi. Ủa, mình nhịn lâu lắm vậy đấy nhá. Đây, tao đổ, trời ơi, cái đơn hàng mệt luôn á trời. Bái đặt tít ở dưới Bình Hưng Hòa A kia, trời ơi trời, chạy sợ thiệt. Nhận tiền mừng quá hả? Mừng quá rồi. Được rồi, cho em gửi. Nãy ship 42 đấy. Chụp nhá. Dạ vâng, rồi em cảm ơn anh. Xong anh đã có đặt, em bảo đặt thật là kỹ rồi, bảo quá vậy chết. Vâng, chết người luôn đấy chứ. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành cái đơn hàng gọi là thôi, thôi, một sao đi, không nói nhiều. Gửi địa chỉ sai này, không nói nhiều. Bực mình quá rồi. Một đơn hàng mà hoàn thành gần trong vòng hơn một tiếng đồng hồ ấy chứ. Cái đâu phải ít đâu. Tôi mới nhận được cái đơn hàng vào hàng siêu rẻ nữa. Tôi thấy thì cũng tương đối là gần vào cái gọi là con cưng. Con cưng những lúc sáng ngày đơn đầu tiên của tôi ấy. Cho nên là tôi đồng ý luôn. Vâng, xin cảm ơn. Cho mình lấy cái đơn hàng với 1158 035 755. Cho anh gửi này. Dạ, anh nhận 1 triệu. Ừ. 250 nha. Ừ, ok, cảm ơn. Ok, rồi. Ừ, cho anh gửi này. Ui, nhiều đấy, không biết chở hết không ta. Đây xem nào. Dạ vâng, con cảm ơn. Đó, đẹp luôn. Cái này em đưa đây.
này có bông à? Sẽ hết không trời? Đây đây. Ừ, anh cảm ơn. Rồi, bác không? Dạ rồi đây. Rồi. Hết không ta? Rớt 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 rớt. Đây này này này, chó này này. Dạ. Yeah. Nó nằm lên đây. Rồi ông ơi. Rồi. Oh. Rồi, rồi con cảm ơn. Ủa chà. Ồ, thấy chưa? hơi mệt thế nhỉ? Hơi mệt đấy. Rồi, thôi con đi được rồi. Rồi con cảm ơn bác. Vất vả nhỉ. Hay giờ lại giao cho khách chung cư à? Khách chung cư thì tôi lại phải chờ đợi rồi. Em giao hàng con cưng cho chị em đang ở phía dưới chung cư này. Rồi rồi, ok chị. Khách chung cư là xác định này, đơn nào cũng vậy. Biết chạy gần tới rồi. Nhiều người ta không có ý thức vậy. Nhiều người ta cứ đợi gọi. Đợi gọi điện còn đâu hỏi. Đúng rồi. Thì nó mình tới rồi, mình nói tới gọi nó hỏi tới chưa chứ. Tới chưa không là không chưa tới gọi làm gì trời. Few moments later. Dạ ha. Không sâu kinh. À mày thế. Để cho 55. Dạ đúng rồi. Về 55. 16 18 15. Nhưng mà Đức Linh. Đức Linh. Dạ. Yeah. Em ở La Di. À, V6 trời. Yeah. 755 rồi, ok. Rồi xem gửi này. Rồi 3 cái. Rồi, này anh cầm. Rồi, cảm ơn anh nhé. Dưới gà hả? Gọi điện không nghe máy luôn. Đúng rồi. Hello, tôi mới hoàn thành cái đơn hàng thứ 5. Thì bây giờ từ sáng đến giờ thì tôi đã hoàn thành được 5 đơn hàng. Trong đó có 3 đơn siêu tốc và 2 đơn siêu rẻ. Thì bây giờ cũng đã là gần trưa rồi anh em. Trời cũng đang mưa nhỏ như này nữa. Thì chắc tôi phải dừng cái video ngày hôm nay tại đây. Cái video này là một cái video trải nghiệm chạy Aha Mu đầu tiên của tôi. Thì thực ra cái đánh giá về cái Aha Mu này ấy, thì tôi có điều bất cập là cái đơn hàng siêu rẻ này này. Tôi thấy giao hàng ấy những cái đơn siêu rẻ như này lấy hàng thì cũng tương đối là xa. Tầm khoảng 2 cây đến 3 cây có đơn tôi lấy 3 cây số cơ. Mà giá thì lại tương đối chênh lệch so với đơn siêu tốc. Nghe nói đơn siêu rẻ này có thể ghép đơn hàng mà sáng giờ tôi chưa ghép được cái đơn hàng nào cả. Và còn một cái đơn siêu tốc á, thì sáng đến giờ 3 đơn ấy, thì cũng tương đối là bực mình với cái đơn hàng mà bị đặt sai địa chỉ, chạy đi vòng miết. Nên sáng đến giờ thật sự là cũng tương đối là bực mình á. Còn một cái dịch vụ là giao hàng 4 giờ nữa mà tôi chưa có trải nghiệm. Tại vì chưa có kinh nghiệm để giao những cái đơn hàng mà lấy hàng nhiều như vậy. Cho nên là để đợt sau tôi sẽ ra cái video trải nghiệm đơn hàng giao hàng 4 giờ cho anh em xem nha. Còn bây giờ thì tôi sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã theo dõi video của 3G. Nếu video hay và ý nghĩa thì hãy like và subscribe kênh 3G Vlog để ủng hộ 3G nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.